Em xin chào toàn thể anh em. Lên cái clip này xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm cassette Vintage đến từ thương hiệu Victor nha anh em. Cái này model là DC5, cấu hình rất là gấu, chạy đầu độc mâm than. Như anh em sẽ thấy đầu độc mâm than, tách băng, radio AM FM và ngõ tín hiệu AUX từ ngoài vào. FM full đài 108. Cấu hình là 3 cục rời, 2 cục loa và 1 cục máy giữa. Chiều ngang của em nó cũng có đáng để thâm phục luôn. 72cm cho chiều ngang. Chiều sâu thì là chiều cao 29, chưa tính hoài, nhưng mà tính quay sắc luôn thì nó tầm khoảng 35cm. Chiều sâu của nó là 22cm. Cân nặng thì thật là cũng rất khủng, 17kg cho một máy cassette như vậy. Một tay mình một người cầm là cũng hơi xinh dính ha, 17kg cho một máy. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Em nói là hàng nội địa Nhật, về từ Nhật, dùng nguồn điện AC 100V. Anh em lưu ý giúp em ha. Đang cho chạy điện thang cho anh em. Điện thang thì 33 dòng và 45 dòng thay đổi đây. Em bật 45 dòng. Bật 35 dòng. Quay cái ngoại hình để anh em tham khảo một tí ha. Máy màu bạc rất là đẹp ha. Volume em mới mở tí xíu à. Bỏ ta vương ngọn chúng đào. Từ ngoài vào kết nối của đây. Cái này là tất cả đều full auto. Anh em muốn dời bài thì anh em chỉ cần bấm star này. Giữ nút star này. Cần sẽ tự động di chuyển vào. Anh em có thể thấy cần di chuyển vào. Mình thích tới bài nào mình buông tay thì nó sẽ tự rơi. Cần và nó hát thôi ha. Không, mình sẽ bấm. Đặt nút lên cần và xuống cần. Cần. Khi biết em mơ kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người. Hàng ha. Còn yêu em chen qua cái phần bóp cái chết là tự động nó sẽ chuyển hại luôn và nó sẽ ra đĩa và nó ngưng đĩa ha. Em không biết trong nhà
bọn em. Tôi không phải là Bạch Thiên Hương. Không phải là Bạch Thiên Hương. Tôi mới gặp lại nàng. Nhưng có lẽ là trong giấc chiêm bao. Cô nương là ai? Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, không có hạnh phúc, không có tình yêu. Tôi sinh ra với đời nhưng bị đời giấc mơ. Có nhiều đài nó hơi so là cho em mở cái đèn led nhiều quá nó bị nhiễu cái tín hiệu đèn led nha anh em. Chứ bình thường là mất nó gọi gọi đấy à. Đài Bà Rịa Vũng Tàu. Anh em có nhu cầu giao lưu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha. Điện thoại 0908 217 658. Em Nguy Vũng Tàu. Giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Ok, test tín hiệu cuối cùng cho anh em tham khảo là tín hiệu AUX từ ngoài vào. Anh kết nối và phát qua điện thoại. Tôi và em đêm từng đêm dần lòng xin chớ quên hai đứa ở hàng tôi linh trần bưng biển nguyện đem bình yên đến quê nhà tôi nguyện nên hỏi em yêu diệu hiền lời thầy xin mới quen đừng trong làng quên cuộc đời tôi linh kiến nhưng vẫn mộng về đó tín hiệu chất âm thì rất là cực kỳ em phải chơi luôn á. Tôi có mẹ già ở xa xuôi lắm. Tôi có đàn em. Ok, thì qua cái clip này giới thiệu với anh em về em cassette khủng Victor DC5. Ở đây em cũng xin kết thúc clip ha. Trân trọng cảm ơn em đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh YouTube cũng như là shop. Thì anh em có nhu cầu giao lưu xin vui lòng liên hệ với em. Số điện thoại trên tiêu đề 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu. Giao lưu với anh em và ship hàng toàn quốc nha anh em. Trân trọng kính cảm ơn và kính chào anh em.